Dân mạng soi ra điểm mâu thuẫn trong phát ngôn chuyện ly hôn của Sắc Bình. Mới đây, nhiều dân mạng đã tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời chia sẻ của Sắc Bình về chuyện ly hôn của ông với bà Đào Lan Hương. Những ngày qua, cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán trước thông tin nữ diễn viên Phương Oanh và Sắc Bình đã chính thức công khai yêu nhau. Mối tình này dẫu nhận được nhiều lời chúc phúc nhưng cũng vướng không ít lùm xùm. Trong khi Phương Oanh và Sắc Bình một mực khẳng định cả hai đến với nhau khi đang ở trạng thái độc thân thì bà Đào Lan Hương, bà xã Sắc Bình lại quả quyết, cho rằng bà với Sắc Bình vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Ngay sau đó, Sắc Bình đã viết trên trang cá nhân nói rõ về việc ông và bà Đào Lan Hương vẫn chưa ra tòa, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Sắc Bình cũng khẳng định các thông tin do bà Hương cung cấp chưa chính xác so với thực tế khách quan. Từ cuối năm 2018 chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng. Sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2020 thì chúng tôi chính thức không còn chung sống nữa. Cho đến khi cảm thấy không thể cứu vãn thì tôi đã nộp đơn đồng thuận ly hôn ra tòa để chờ xét xử và ra quyết định theo trình tự thủ tục, Sắc Bình chia sẻ. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng lại tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời chia sẻ của Sắc Bình so với những gì vị doanh nhân này thể hiện với bà Đào Lan Hương. Cụ thể, Sắc Bình chia sẻ rằng vợ chồng Sắc nhiều mâu thuẫn nên đồng thuận ly hôn từ năm 2018. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2019, chính Sắc Bình là người đăng tải bức ảnh chụp chung cùng bà Đào Lan Hương lên trang cá nhân. Bức ảnh khá tình cảm kèm theo dòng trạng thái, 1 tỷ năm rồi mới được đi cà phê với người đẹp. Không những vậy, Sắc Bình còn đính kèm cảm xúc đang cảm thấy thư giãn. Hiện tại, bức ảnh được khá nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, tuy nhiên, vị doanh nhân vẫn đang giữ im lặng. Về phía doanh nhân Đào Lan Hương, mới đây bà đã có buổi làm việc và ủy quyền cho luật sư để giải quyết các vấn đề liên quan đến chồng là Sắc Bình.